Xin chào các bác, em đang ở giữa vườn chè uống nước các bác của bố vợ. Thì quê em ấy, tức là trên Hà Nội Thạch Thất ấy, thì cũng rất là nhiều chè, nhưng vấn đề là chưa ở đâu mà em nhìn thấy cái cây chè mà nó có những cái bệ như này, nó có bệ. Bởi cái chè ấy, bởi em sống lên từ bé là quê ấy, thì cái chè ấy, thì là chỉ có mọc thẳng rễ cọc và nó rất khó sống nếu như các bác cây to này và đào về trồng cũng rất khó sống, phải có kỹ thuật đấy vì nó rất dễ chết. Nếu như mà cái hạt nó trồng hoặc cây nhỏ thì nó đơn giản, những cây to này rất khó đấy. Thì cái hồi mà về tán gái tán vợ ở đây thì về hồi ấy là đã thấy là thích những cái chè này rồi, không dám ý kiến gì mà mình biết là mình đào về nó cũng chết thôi, thì cứ để đây để ngắm thôi. Vấn đề là ở vùng quê Thái Bình rất là quý những cây chè, rất quý những cây chè này, người họ bán lá uống nước rất là nhiều đấy, cho nên là các bác nhìn chẳng có cây nào mà nó có những cái lá già để đọng lại được, cây nào cũng được hái hết đây. Cây nào cũng được hái hai lá hết để bán ấy. Nó khá là kinh tế, nó không đem lại nhiều nhưng mà nó nhỏ giọt, nó ổn định. Vấn đề là em lại thích những cái gốc cây này, thích những cái gốc cây này. Thế sẽ đi điểm danh một số cái gốc mà em thích và quyết định là sẽ tạo dáng một cái cây nào đó, nhưng mà không đào mà để nguyên ở đây, để cắt đi thôi, để chọn một cái gốc mà ok nhất trong cái mắt mình để làm. Tất nhiên là cây này thì xin phép thôi, vì là cây này nó cũng là kinh tế đấy. Kinh tế làng quê mà. Đấy, thì cắt đi là cũng có ảnh hưởng đấy. Thì các bác xem cái cây này bệ của chè, cái bệ đây không phải là cây mà em thích đâu. Thì thích lâu rồi, nhưng mà có đề cập cái chuyện là mình thích mấy gốc chè ngoài này thì bố vợ nói là ta vừa bán một cây 700.000 đấy, thì mình cũng bảo là bán một cây 700.000 là có một ông nào đó chuyên buôn cây ấy, thì ông đi lùng ở làng quê ấy. Thì vào các làng quê ông thấy những cây độc lạ quái là ông ấy sẽ mua và ông đào. Thì ông mua một cây chè 700, chỉ một cây duy nhất trong vườn, thì cây đấy chắc là hoa hậu rồi, lại bị thịt mất rồi đấy. Thế còn quay trở lại câu chuyện mà chơi cây thì mà các bác ở làng quê thì rất là hay. Nhiều khi ngay trong nhà mình thôi có những cây mà rất là kỳ quái mà nhiều người mơ mình lại không để ý đến, thì bây giờ mình để ý một chút là ok các bác, là có cây chơi. Tiên là cây này, vì trong này nó khá rậm rạp, đi những cây mà em nhìn sơ sơ thấy hay. Cây này cũng được, cây này cũng được, và một số cây nhỏ nhỏ đằng kia. Bây giờ là em trước em định đào những cây đằng kia kìa, nhưng mà nó hơi cỗi, nhưng mà bây giờ đào nó cũng tèo, dễ tèo lắm. Thì bây giờ quay lại cái cây này. Cây chạy cây. Cây này. Nhưng cây này em sẽ không làm, vì nó thân nó thân nó quá thô. Cái bệ được mà thân nó quá thô. Đó. Đây các bác nhé. Những cây mà mình chơi trong thiên nhiên thì cốt là được cái bệ, thân bệ quái. Đấy. Bây giờ là ra luôn cái cây mà em thích đó nha. Đây là cái cây mà em thích. Là định thịt cây này đấy. Đây. Cây này thì đại bác nhất vườn. Và có một cái thân già này, nó phải bằng to hơn cái đùi, to hơn đùi em. Đấy là bị mục cái thân ấy. Ý định là em sẽ làm lũa cái thân này và sẽ để nguyên cây này ở đây, với đào về là sẽ chết. Hoặc là muốn đào thì sau này khơi dần dần ra, rộng ra, xong rồi để đấy, không bứng lên vội, cứ khơi dần dần thôi. Xong rồi cho nó quen dần đi, cho nó bén rễ nhỏ đi, xong rồi bắt đầu mới một thời gian mới táng nó lên rồi thì mới sống được. Chứ chè rất khó. Thứ hai là cây này nó cỗi. Đấy, thì cái thân của nó này.
cái thân mẹ nó chết thì nó to những cái mầm nó lên và nó bằng này rồi, nó bằng này rồi, đó, này phía này không có bệ, phía này không có bệ thì sẽ chơi lũa các bác nhé, lấp đi khoảng trống này, đấy, chơi cái lũa này, đấy. Bên này bên này bệ rất ghê gớm, bệ rất ghê gớm mà như những cái móng rồng đó, như những móng rồng đấy, chạy dài như móng rồng chạy dài, rất lùn lực lùn lực thì phải thịt ngay đấy, cái bệ rất là quằn quại, tự nhiên đấy, hoàn toàn tự nhiên đấy. Rất to rất to, cái trẻ rất to, đại thụ bên này chắc nhiều tuổi hơn các em, với một số bác cũng lên đấy. Các cô chú anh chị nhìn xem nhé, đấy cây này chắc to quá, bố kêu không quất được đấy, và với tỷ lệ sống nó khó, nó thấp, mình là cỗi rồi thì chứ không là không thích cây này rồi thì mình hết cây hộ đấy. Đây này các bác, gốc 700.000 này, vẫn còn bãi chi trường này. Đấy, ngay sát cây này luôn. Nhưng tất nhiên nó bé hơn. Và nó tơ hơn, cây nó tơ, nó khỏe hơn. Ngoài kia còn rất nhiều này. Ngoài kia rất nhiều, thế nào chẳng có những gốc quái. Nhưng mà bây giờ làm cái gốc to này cho sướng đã. Gốc to cho sướng đã các bạn ơi. Đấy, gốc này cũng hay này. Gốc cũng hay. Cũng hay đấy. Nhưng cái thân của nó chưa được quằn quại. Ngoài kia có cái ổi gốc to. Ủa, to thùng luôn, cạnh cây chuối kìa, những thân tím tím để lại này, xử lý. Bây giờ là em làm cái này các bác nhé, đi vòng chỗ bác ngắm cái thân của nó rồi ta sẽ làm. Rồi suy nghĩ để cắt xới cây này các bác nhé. Ngay đây có cây rất đẹp nhưng mà bé không thích. Rồi chiến. Phá. Phá hoại đây. Kìa. Đang gọi kìa. Thì chưa đang gọi kìa. Cứng. Không tắt được.
đang ngoáy vào cái mục các bác, làm một phiến lũa kia. Tất nhiên là mình chưa lũa được, mình cũng không có cái mũi lũa ở đây, thì làm một cái thao tác là bỏ hết những cái mục rũa này. Mà cây này mà mất đi cái lũa kia thì mất giá trị, nhưng mà bây giờ nó mục gần như mất hết rồi các bác. Mà để trồng ở đất này thì không giữ được, mà đào lên thì chưa đào được. Giờ chỉ còn cách mà có cái mũi khoan lũa, xong rồi lũa, xong rồi sơn sạch, sơn đi thì nó sẽ giữ được, cố gắng giữ được. Nhưng mà mục nặng quá. Đấy. Rồi thì chơi được ngày nào thì chơi. Chơi được ngày nào thì chơi. Đấy. Cái tay bên kia cắt thấp xuống các bạn nhỉ. Cắt thấp xuống. Thấp xuống. Thấp xuống thì mất cái mắt kia. Không biết đến bao giờ cho nó. Cắt thấp cái tay xuống tí. Kiểu chơi này phong cách chơi tại bãi, tại bãi luôn, không một chậu trước kìa, tại bãi luôn. Để xem một này tí quá nhé. Đây. Ôi trời, đục, chán quá. Vâng. Vâng. Người ta làm đẹp giúp lại cần. Vâng. Tạm thời đấy thôi, đã trồng được lên đâu mà một lũa, mà chả có đồ một lũa. Tạm thời để lấy xem cái cốt nó xứng đáng là mình làm. Xứng đáng là mình làm. Đó. Đó. Nó nhìn thấy chưa?
Đây là cái overview đấy. Đây, một mặt của nó đây. Đấy, rồi có mũi lũa nhá, cái mũi khoan lũa ấy. Mắc máy khoan vào dê một đường chạy từ đấy xuống tận từ từ ngọn kia xuống tận là dưới sâu dưới rễ luôn, rỗng cái phía ở trong này ra và chơi cái vỏ ngoài này, đi bồi đi vôi vào cho nó độ sâu rất nhiều sâu bên này nhá. Đây lũ này còn lại cái cốt nó khá cứng này, khá cứng này. Đấy, hàng hốc rồi. Đấy, phía mất bệ, phía mà không có bệ thì lại được cái mặt lũa. Rất hay. Mà nó đặc biệt là nó lũa vào tận sâu dưới đất luôn, hết cả rễ luôn này. Đấy, nó sẽ có một cái hàng này. Và nó sẽ làm cho một cây nó có điểm nhấn, điểm nhấn của cây đấy. Chứ cây này mà không bị lũa cái cành này thì chắc cũng chả đào mà cũng chả để ý đến. Mày nó có một cái bệ không thì cũng chưa đủ. Đấy. Đấy, điểm lũa. Đá mà còn cái mũi lũa, cái đục còn chả có nữa. Đấy. Cái này thì không quan tâm lắm. Thì phải được cái cột lũa này rồi là ok rồi. Trên nhìn xuống luôn nhé. Trên nhìn xuống. Đấy. Mặt này đấy. Đấy. Ok không các bác, quá ok luôn ý. Chè mà, chè này có hoa có quả mà có tác dụng phết đấy. Hoa chè thì rất đẹp rồi, hoa chè thì đẹp rồi đấy. Có cái ngay chơi ngay tại vườn luôn. Đây, chơi tại vườn. Đây, mình đã chơi tiếp cái cây này nhưng mà thôi. Bé. Thôi, thôi. Phá hoại thế thôi. Chứ làm thêm cây nữa khéo lại. Tối ăn cơm nó vẫn ngon. Mình còn ở đây mà. Đấy, vợ con để hết ở đây mà cứ phá hoại này chết. Rồi. Các bác để ý nha. Để ý là cứ để ý quanh ta là có cây để chơi đấy, ít nhiều có cây chơi đấy, dù sao đỡ phải mua. Mà những cây thiên nhiên thì là ai bán mà mua, đúng không các bác? Rồi, xin cảm ơn các bác.